Giang sự thương khó Đức Chúa Giêsu. Đoạn này cất xác Đức Chúa Giêsu xuống. Khi đã gần tới thì ông Thánh Giuse là người Do Thái sang trọng, cũng là đầy tớ Đức Chúa Giêsu xưa trộm vậy. Mà khi ấy người chẳng còn sợ hãi gì nữa, liền đi xin cùng quan Phi-la-tô cho được cất xác Đức Chúa Giêsu xuống. Quan ấy chẳng hay người đã qua đời, mà nghe các quan rằng người đã sinh thì hãy sợ, vì kẻ khác sống được 2-3 ngày mới chết, mà người này chẳng khỏi 1 giờ rưỡi liền chết. Thì cho ông ấy cất xác Đức Chúa Giêsu xuống. Thì bây giờ ông Thánh Giuse mua 1 khăn dài, ông Thánh Nicodemo lấy những của thơm tho mà sức xác người. Ông ấy cũng là hạ đầy tớ Đức Chúa Giêsu 2-3 năm trước. Những nghe giảng ban đêm trộm vậy chẳng cho ai biết. Vậy hai ông thấy ngay lên núi Canvario, ngửa mặt lên xem thấy xác thầy mình treo trên thánh giá. Khốn nạn làm vậy thì thảm thiết lắm. Hai con mắt nên như hai suối nước chảy xuống, vì thấy Chúa trọng hơn mọi sự trên trời dưới đất. Rầy đã nên như kẻ rốt hết thiên hạ. Thì Đức Mẹ thấy hai ông ấy thương con mình giường ấy thì càng thêm đau đớn ở trong lòng. Xong lẽ nghe người chào cùng yên ủi và xin cất xác con xuống, thì Đức Mẹ mới bớt một chút sự phiền. Vì khi trước chẳng biết cất xác con là thế nào. Vậy hai ông thánh ấy cùng ông thánh Gioan bắc thang lên tháo đành 2 tay Chúa Giêsu xuống. Hai ông bắc thang lên tháo đành 2 tay Đức Chúa Giêsu xuống. Cùng lấy cánh tay mình mà đỡ lấy, đoạn tháo đành 2 chân mà đem Đức Chúa Giêsu xuống.
Hai ông đỡ lấy đoạn tháo đanh hai chân mà đem Đức Chúa Giêsu xuống. Đức Mẹ ở dưới chân Thánh Giá giơ tay lên trông ngậm lấy xác con mình, đến khi đã được thì ngồi một nơi. Trước hết Đức Mẹ ấm có xác con miệng chẳng còn nói được lời gì, nước mắt chảy xuống ròng ròng làm chứng sự đau đớn trong lòng mẹ. Và hạ người than thầm thì rằng: Hỡi ôi con tôi, tay ai làm cho hư đi? Mặt cực tốt cực lành rầy nên hình tượng này làm vậy. Sống con tôi đã chết, sáng con tôi đã mất. Ai làm cho vui các thiên thần rầy nên gương mọi sự khốn nạn làm vậy? Nay là con mắt xưa sáng hơn mặt trời ví chẳng bằng. Nay là tay con tôi xưa đã đến kẻ chết mà cho sống lại. Nay là miệng con tôi xưa nói những lời lành dạy dỗ thiên hạ. Ai ngờ là tay người thế gian có phép làm hại được con Đức Chúa Trời cách này. Bởi đâu mà con tôi phải gai thâu vào cực dữ làm vậy? Con tôi chẳng còn sống mà mẹ sống làm sao được? Mẹ chẳng thấy con thì biết là đi đâu? Ê, con tôi chẳng còn thì mẹ hầu cậy ai? Xưa kẻ khác phải sự gì khó thì con tôi yên ủi cho khỏi phiền. Rời mẹ mất con thì biết tìm ai yên ủi lòng mẹ, kẻo phải khốn mỏi đằng. Nào Giêsu Nazareth xưa chữa kẻ liệt cho họ đã, kẻ chết cho sống lại mà rầy đi đâu kịp bây? Xưa mẹ cậy con thì rầy biết cậy ai? Con rầy nên như dao sắc thâu qua lòng mẹ vậy. Khi con tôi có lỗi gì cùng người Do Thái mà nó đóng đanh chân tay cùng giết con tôi làm vậy? Ấy thầy dạy dỗ cùng chịu khó nhọc lại làm phép là cho nó mà nó trả nghĩa làm vậy? Bởi tội thiên hạ cùng trước ma quỷ cho nên con tôi đến nỗi này. Ấy bởi lòng Đức Chúa Cha yêu dấu kẻ có tội cho nên chẳng tiếc con mình vì hy nó. Con tôi chẳng những là con, cùng là cha và là thầy, cùng là mọi sự vui lành tôi. Rầy mất cha thì nên nhớ kẻ mồ côi, mất thầy chẳng còn ai dạy dỗ tôi nữa. Từ nay về sau mẹ chẳng còn lấy khăn lọt mồ hôi cho con như xưa khi con bởi đàng xa mà về.
chẳng còn thấy con ngồi ăn một mâm cùng mẹ nữa. Sự mẹ cậy con đã hết, chỉ còn những lo buồn cùng đau đớn cho đến chết. Nhân sao con tôi chẳng nói lời gì cùng mẹ. Ở lưỡi con tôi xưa cho nhiều người câm nói được, sao bây giờ ở lặng làm vậy? Nhân sợ con tôi chẳng trôi của gì cho mẹ, kẻo lòng mẹ thương nhớ con. Mẹ xin lấy gai cùng đanh này để làm riêng của mẹ. Mẹ xin lấy thánh giá cùng lưỡi đồng làm như của chồng, giữ trong lòng cho đến trọn đời. Bấy nhiêu lời ấy cùng nhiều lời khác thì Đức Mẹ than trong lòng, mà bề ngoài thì con mắt chảy xuống ròng ròng. Khi Đức Mẹ cùng các đầy tớ còn thương khóc làm vậy, thì ông Thánh Giuse cùng ông Thánh Nicodemo khuyên người rằng: Đức Mẹ chớ khóc làm chi, để cho chúng tôi cất xác kẻo tôi. Bây giờ Đức Mẹ than rằng: Xin phu ông để cho tôi ẵm xác con một chút nữa, khiến mẹ lìa con kiếp làm chi. Khi con tôi còn trên thánh giá, xin một bát nước mà chẳng ai cho. Bây giờ mẹ lấy nước mắt này mà tắm xác con, vì bằng phu ông chẳng cho tôi ẵm xác con tôi lâu, thì chôn mẹ cùng con làm một, vì bằng tôi được sự ấy thì lấy làm ơn trọng lắm. Phụ ông ấy nghe Đức Mẹ nói thì thương người lắm. Xong lê ông Thánh Gioan thưa rằng: Xin Đức Mẹ xét, vì để lâu sợ cất chẳng kịp. Bây giờ Đức Mẹ mới để cho hai ông ấy đem xác con đi, mà tắm cùng sức thuốc thơm, đoạn lấy khăn mà bọc trong hang đá. Thank you.
ơn Đức Chúa Giêsu. Xưa ông Thánh Giuse tất xác xuống lấy khăn mà liệm thấy những dấu thánh in vào, xin ngày sau đem chúng con lên chiều phút sống lại ở trên trời. Mà nay hằng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đầy tơ tan trong hang đá. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu.